Nay sẽ có một số cái cặp loa full 25 và full 30 sẽ lên thanh lý cho tất cả các bác nào đang muốn sở hữu hàng rẻ. Thì đầu tiên thì các bác xem thì cho Ankin xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé, và một cái comment ở phía bên dưới. Đầu tiên đó là một cặp loa đến từ thương hiệu của DMX. Dòng loa này thì các bác nào đã năm ngoái đã mua hàng của em thì các bác đã biết rồi. Một dòng loa thiên về lời và cái lời rất là hay. Thì tình trạng thanh lý thì đôi này tất nhiên là gì ạ? Phải có vấn đề gì thì mới gọi là thanh lý các bác nhá. Đây là cái bát, trước tiên cho xem cái bát. Đây, bát DMX rất là to. Đấy. Côn của côn 63 các bác nhá, côn 63 và màng cực kỳ là sâu. Bát các bác nhìn thấy rất là đẹp, bát này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, bát thì zin 100% rồi. Và đây là cái phần tần của DMX. DMX thì phần tần của nó từ bát trung chép, từ bát chép cho đến phần tần hoặc là những cái bảng ghi tín hiệu nó đều có mã cào của DMX và được dập rất là đẹp các bác nhé. Và cái mã của lôi loa này là ES10. Năm ngoái em đã bán 24 cặp cho tất cả các bác rồi. Thì hiện tại còn một cặp thì hôm nay Liên sẽ thanh lý với các bác. Lý do là gì? Đây là cái chép của nó nhé. Đây là chép của DMX đây. Cái chép rất là sướng được các bác nhỉ. Đấy, ok chưa? Đấy các bác nhá. Hàng thì đây, báo luôn các bác là like một con chép đây các bác này. Like một con chép của hãng khác vào các bác nhá. Đấy, like một con chép của hãng khác vào nên là em sẽ lên thanh lý. Đấy, đây là cái e-căng, rất là đẹp các bác nhá. Lúc nào bác nào lấy thì em sẽ tút tát thêm. Còn lại chỉ like mỗi một cái chép thôi, còn lại là zin 100%. Và loa này thùng bách cũng khá là đẹp, thùng bách cực kỳ đẹp các bác nhé. Thì báo giá luôn cho tất cả các bác. Với một cái đôi mà không like như các bác đã biết rồi thì giá nó rơi vào tầm 6.2 đến 6.5 triệu tùy vào thời điểm. Thì hiện tại bên em đang thanh lý đôi này với cái giá là 5.200.000 đồng. 5.200.000 đồng chỉ like một cái chép, còn lại là zin 100%, ok chưa? Và giá đấy đã có bao cước vận chuyển cho tất cả các bác rồi. Thì đánh giá cái chép like này thì mặc dù kể cả nó like có hay hay không thì cũng gọi là like, được chưa? Và đánh giá của nó chỉ là 8 với 10 so với hàng zin thôi các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Còn lại là ok hết. Tặng một đôi new trick. Và tiếp tục là một đôi nữa. Đó là đôi loa Delta. Đôi loa Delta này thì vừa rồi em có 27 đôi, gần 30 đôi. Thì đi cũng khá là nhiều. Giá thì có 3.8 triệu, loại zin đẹp thôi. Loại zin đẹp thì giá chỉ có 3.8 triệu một cặp. Thì hiện tại em còn là 2 cặp. 2 cặp em báo luôn tình trạng cho tất cả các bác nhé. 2 cặp tình trạng đây. Em phải tháo cả cái này ra. Đấy, các bác nhìn kỹ chưa? Cái này là cái tụ em đã thay. Đấy, nên là các bác yên tâm là bên Ankin bán rất là thật. Thay cái gì, nói cái gì, bán thanh lý là sẽ thanh lý chứ không lẫn lộn hàng zin, hàng sữa rồi được. Đúng không ạ? Nên là mua hàng của bên Ankin các bác rất là yên tâm. Một cặp này nó bị thay 2 con tụ này nha. 2 con tụ, còn lại bát chép là zin. Còn lại bát chép là zin. Thì hiện tại là có loại màng màu trắng, có loại màng màu đen. Đấy, có loại màng màu trắng, có loại màng màu đen. Và con này sử dụng cho mình là một con siêu chép, cũng là một cái con chép đom, tiếng cực kỳ phê. Và em cũng đã lắp ràn lên cho tất cả các bác rồi. Các bác cũng đã nghe được cái thẩm âm, được cái chất âm của đôi loa này rồi. Và tiếp theo nó là cái e-căng. E-căng này thực ra là chấp vá các bác nhé. Nó là bông mút. Thì có 2 cách để các bác về các bác làm. Một là các bác bóc hẳn ra, bác thêm một lớp vải khác. Hoặc bác nào ngại quay đầu như này, quay như thế này, lắp lên như thế này luôn. Đấy, đây giống như đôi này đang lắp lại. Đấy, đôi này đang lắp lại. Nhìn như thế cũng rất là đẹp, được chưa? Và báo giá luôn cho tất cả các bác là giá là 3.200.000 đồng. 3.200.000 đồng có bao cước vận chuyển các bác nhé. Quá là tuyệt vời luôn, được chưa? Chỉ có mỗi thế thôi. Và tiếp tục là một đôi loa DK đăng kinh. Loa DK đăng kinh này thì là zin 100%. Zin 100% luôn các bác nhé. Zin 100%. Đây là chép của DK đăng kinh này. Đấy, cái chép của nó cầm lên nó nặng cực kỳ luôn. Made in England, hàng của Anh Quốc các bác nhé. Đấy, DK đăng kinh. Nguyên cái chép họng nhựa này là các bác nhìn thấy nó đúc, nó dày như cầm lên nó nặng khác hẳn luôn những con chép khác. Và đây là cái bát. Đây là bát của DK đăng kinh các bác nhé. Đây là bát này. Đấy, bát. Hàng này thì zin nhé, không like một cái gì cả. Đây là phần tần. Phần tần của DK đăng kinh này. Ui, bác cao nhìn cái phần tần quá khủng luôn.
Phần tần này quá là khủng luôn. Đấy, zin 100% luôn. Đấy, phần tần quá là khủng luôn, zin 100% các bác nhá. Thì đôi này thì nó lấy về cùng với lô DMX, nó lạc loài chỉ có một đôi thôi. Đấy, thùng vách thì đây các bác này, thùng vách thì có những cái vết này thì em có thể là sơn lại cho tất cả các bác, hoặc là chấm lại, ok chưa? Còn lại là zin 100%. Đấy, DK này thì cũng báo giá luôn cho tất cả các bác yêu âm thanh, các bác nào đang sử dụng về dòng DK đăng kinh rồi. Thì đánh giá đây đăng kinh thì là một dòng loa chơi độc lập rất là hay. Nó không thiên về chép cũng không thiên về bát các bác nhé. Đấy, nó chơi độc lập. Tức là nó đủ cả chép đủ cả bát. Ví dụ như DMX thì nó thiên về lời nhiều hơn. Đấy, còn DK đăng kinh thì chơi độc lập. Bác nào mà không có súp, không có loa trợ lời hay cái gì đấy, các bác làm một đôi DK đăng kinh về nghe cũng rất là phê, cực kỳ phê các bác nhé. Rồi thì em đã báo giá ba loại sản phẩm, thì bác nào chốt được loa nào thì các bác có thể inbox và nhắn tin vào Zalo cho em. Em đã quay rất là kỹ rồi và thông báo tình trạng rất là rõ rồi, thì rất mong các bác là xem kỹ video và cho Ankin Audio một nút đăng ký kênh, một nút like các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.